Thì bài học vừa rồi đó, chúng ta đã học về định nghĩa 6 cơ tánh của chúng sanh. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái nguyên nhân, có nghĩa là do đâu mà chúng ta có những cái cơ tánh này. Tôi nhắc lại quý vị, không phải mỗi người chỉ thuần túy cơ tánh tham, hoặc thuần túy là cơ tánh sân, hoặc thuần túy là cơ tánh si, mà chúng ta thường ấy là chúng ta sẽ kết hợp. Về cái nguyên nhân thì trưởng lão Upatissá ở trong Quý Mút Tí Mắt Gá thì ngài nói sở dĩ mà chúng ta có 6 hạng căn tánh khác nhau đó là do cái tiền nghiệp quá khứ và khuynh hướng tâm lý hiện tại. Thế nào là tiền nghiệp quá khứ và khuynh hướng tâm lý hiện tại? Ví dụ như là trường hợp cơ tánh tham thì trưởng lão Upatissá ngài nói đó, do chúng ta tiền nghiệp ấy, sống nhiều bằng những cái thứ mà chúng ta ưa thích. Ví dụ như chúng ta sống để theo đuổi một cái đam mê, như là có người thì đam mê trong cái chuyện ăn uống, có người đam mê trong chuyện thời trang, có người đam mê trong chuyện sưu tập xe cộ hoặc là đồ cổ. Thì khi mà chúng ta sống nhiều bằng cái tâm tham như vậy đó, sống nhiều bằng những cái thứ mà chúng ta ưa thích, thì do chúng ta huân tập cái nghiệp đó, đời sau kiếp khác chúng ta sẽ là người thiên về cái cơ tánh tham. Và đời này cũng vậy thôi. Nếu như đời này mà chúng ta sống nhiều bằng cái việc thỏa mãn những cái niềm đam mê, thì đời sau kiếp khác chúng ta vẫn cứ tiếp tục là người thuộc cơ tánh tham. Và quý vị nhớ, do nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh sống hiện tại và cái khuynh hướng tâm lý đó, cho nên không nhất thiết là đời này chúng ta thuộc cơ tánh tham mà đời sau vẫn cứ tiếp tục tham. Không nhất thiết nha. Có khi đời này chúng ta thuộc cơ tánh tham mà đời sau thuộc cơ tánh sân chẳng hạn. Tại vì sao? Sư giả sử, do cái tiền nghiệp quá khứ, chúng ta sống nhiều bằng cái việc là thích ăn uống, thì đời này chúng ta cũng thích ăn uống. Nhưng mà đó, cũng do cái nghiệp quá khứ, thành ra đời này mình nghèo, mình không có điều kiện để thỏa mãn những cái việc mà mình ăn uống. Cho nên cái chuyện ăn uống đối với mình nó rất là hạn chế. Thành ra mình không có thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình. Ngoài ra mình còn do một vài cái điều kiện, ví dụ như mình đi lính chẳng hạn, hoặc là mình bị tù đầy, thì mình sống nhiều bằng cái tâm sân, thì có thể đời sau kiếp khác mình lại thuộc người cơ tánh sân. Cho nên chúng ta thuộc cơ tánh nào, cái cơ tánh đó nó không nhất thiết là nó cứ hoài như vậy, nó không thay đổi, quý vị nhớ nha. Và người thuộc cơ tánh tham, ngoài cái việc tiền nghiệp họ đó làm những cái việc khoái thích, thì nó còn một vấn đề nữa là do họ tái sanh. Có thể là một người tái sanh từ cõi chư thiên xuống loài người, thì họ thường là họ thuộc cơ tánh tham. Nói như vậy nè, nói về các cõi chư thiên ấy, thì có một cái đặc điểm là chư thiên dục giới. Càng lên cao thì cái sự hưởng dục của họ đó nó càng bớt thô thiển. Ví dụ như ở cõi trời Đau Lợi thì vẫn còn có chuyện mà nam nữ quan hệ với nhau như cũ, nhưng mà càng lên cao thì cái chuyện đó nó càng thấp dần. Ví dụ như lên cao thêm bậc nữa là họ không có quan hệ nam nữ nữa, mà họ chỉ ôm hôn nhau như vậy là đủ rồi. Và lên cao nữa thì họ chỉ việc nắm tay nhau như vậy là đủ rồi, đã đủ thỏa mãn rồi, họ không có tiến xa hơn. Rồi lên cao hơn nữa thì họ chỉ việc nhìn nhau bằng cái tâm ái nhiễm, thì như vậy là đã đủ rồi. Càng lên cao, cái sự hưởng dục của họ nó càng bớt thô thiển. Và cho nên có một cái sự thú vị là khi mà chư thiên ở trên mà đi xuống, thì có nghĩa là chúng ta hưởng cái việc hưởng dục nó càng lúc nó càng thô. Ví dụ, xin ví dụ ha, một người đàn ông, một người phụ nữ bình thường đẻ ra lớn lên không có vấn đề gì hết, bắt đầu gặp nhau nhìn nhau bằng cái tâm ái nhiễm là bắt đầu nó đi tới cái chuyện nó thô dần, nhìn nhau không đâu có đủ, mình phải tiến tới cái chuyện xa hơn là mình nắm tay, thì bắt đầu là mình thô hơn tí xíu nữa, có cái chuyện một xúc chạm cơ thể.
là xuống thêm một tí nữa là mình bắt đầu mình quan hệ nam nữ. Có nghĩa là mình đi từ ở trên mình tuột xuống dưới, mình tuột xuống thẳng luôn cái cõi người. Và nếu như mà ở cái cõi người này chúng ta vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ những cái dục lạc như vậy, chúng ta sẽ đi tiếp xuống những cái cảnh giới xa đọa thấp hơn. Nói như vậy để cho quý vị thấy là cái chuyện mà mình tái sanh từ cái cõi trời mà đi xuống dưới đây đó, nó không phải là cái gì mà mình tự hào ghê gớm đâu. Là tại vì mình hưởng thụ quá, ham chơi quá, lo hưởng dục quá, cho nên là mình phải bị đọa xuống dưới đây. Đó là người thuộc cái tánh tham mà Ngài Upatissá nói là do tiền kiếp quá khứ và cái khuynh hướng tâm lý hiện tại. Và tiếp theo là người thuộc cái tánh sân. Thì người thuộc cái tánh sân ấy, là do tiền nghiệp họ sống nhiều bằng tâm sân hận. Ví dụ như họ là những người thích đâm chém nhau, hoặc họ làm những cái công việc mà liên quan tới cái việc làm hại người khác, làm hại chúng sanh khác. Như là họ làm cái nghề đồ tể nè, làm nghề chăn nuôi nè, hoặc là làm nghề cai ngục chẳng hạn, hoặc là họ làm những cái nghề như là làm lính nơi xa trường. Thì khi mà họ sống nhiều bằng cái tâm sân ấy, thì đời sau kiếp khác họ sẽ là người thuộc cái tánh sân. Ngoài ra còn một lý do nữa là có thể họ là người tái sanh từ ở cõi địa ngục lên, hoặc là tái sanh từ cái loài rắn hoặc là loài rồng. Thì khi mà tái sanh ở dưới lên thì họ thuộc cái tánh sân. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ở dưới địa ngục ấy, là chúng ta chịu khổ, coi những cái sự hành hạ của cõi địa ngục không có ai là có thể cảm thấy sung sướng hết, toàn bộ là chịu khổ. Ở dưới địa ngục là chắc chắn phải khổ. Cho nên ấy, cái tâm cận tử của cái người ở cõi địa ngục đó phải là tâm sân. Cho nên ấy, khi mình tái sanh nhờ cái phước cũ, mình tái sanh lên làm loài người, thì chúng ta thuộc cơ tánh sân. Nhưng mà cái này nó không có cố định là 100% nha. Ví dụ như trường hợp bà Malika, do cái ác nghiệp mà bà bị đọa xuống địa ngục 7 ngày, 7 ngày của cõi người, sau đó bà tái sanh ngay lập tức lên cõi trời. Thì khi mà bà lên cõi trời rồi đó, sư không dám chắc bà thuộc cái tánh sân đâu. Còn người thuộc cái tánh si là do tiền nghiệp quá khứ, chúng ta là người uống nhiều bia rượu, uống nhiều các cái chất say, thì đời này kiếp này chúng ta thuộc cái tánh si. Hoặc là do cái đời quá khứ chúng ta ít chú ý tới cái vấn đề học tập, ít chú ý đến vấn đề học vấn, trau dồi cái trí tuệ. Bản thân nó là một vòng tuần hoàn thưa quý vị. Ví dụ như do mình thuộc cái tánh si cho nên mình học kém, mà chính vì mình học kém mình học không nổi, thành ra mình lười học. Mà do mình lười học mình lại tiếp tục đầu tư cho cái cơ tánh si ở đời sau kiếp khác. Thành ra muốn cải thiện thì bắt buộc mình phải chú ý đến việc trau dồi kiến thức. Và sư lặp đi lặp lại là cái vấn đề trau dồi kiến thức ở đây đó. Cái người thuộc cơ tánh si không nhất thiết là họ phải dốt về cái mặt xã hội, họ có thể là những người thành công ở trong xã hội. Nhưng mà cơ tánh si ở đây có nghĩa là họ không hiểu về Phật Pháp, họ không hiểu về chánh pháp. Nhớ nha. Chứ không phải là những người ngu dốt bình thường. Đương nhiên người ngu dốt bình thường là họ là thuộc cái tánh si rồi đó. Nhưng mà ngay cả những người thông minh ở ngoài đó, ngoài đời đó, họ vẫn có thể thuộc cái tánh si. Nhớ nha. Và còn một nguyên nhân nữa là do họ vừa tái sanh từ cái loài súc sanh trở lên. Khi họ là loài súc sanh, họ tái sanh về cõi người thì thường là họ thuộc cái tánh si. Khi mà nói về cái việc tái sanh vô cái loài thú á, thì trong một số cái bản chú giải thì có nói là nếu như một người mà ở cõi trời hoặc là cõi người mà tái sanh trực tiếp vô cái loài súc sanh ấy, chứ không phải là phải đi xuống địa ngục rồi lên ngạ quỷ là súc sanh, họ tái sanh từ cõi người hoặc cõi trời xuống là súc sanh liền, thì cái loài súc sanh đó, cái con thú đó thường nó sẽ thông minh hơn những con khác. Nếu như mình nhân cái cơ hội mà mình còn thông minh hơn những cái con khác mà mình có sanh vào cái thời có chánh pháp và chúng ta có chánh kiến, thậm chí mình không biết
là cái loài người đó, mình đang ở loài thú, giả sử như vậy, mình không biết loài người đó họ tụng kinh, họ tụng cái gì, không biết là cái cách đi đứng của họ nó ra làm sao, nhưng mà mình chỉ cần mình mến thôi, chỉ cần mình mến thôi, thì cơ hội rất lớn là mình sẽ thoát khỏi cái kiếp súc sanh, mình tiếp tục mình tái sanh về cõi trời mỗi người. Như là trường hợp 500 con dơi ở trong động một vị trưởng lão, thì 500 con dơi này đó, theo chú giải là nó không hiểu vị trưởng lão tụng cái gì hết, nhưng mà do cái âm hưởng của một cái vị thánh tăng ấy, khi mà đọc lên một cái bài kệ ngôn, tụi nó nghe, tụi nó thích thú. Và chính vì tụi nó hoan hỷ, tụi nó thích thú với cái âm hưởng của chánh pháp, mà 500 con người này về sau tái sanh về cõi trời. Và nhờ gieo cái duyên đối với Phật pháp như vậy đó, đến cái đời Đức Phật hiện tại thì 500 người này sinh vào chung một ngôi làng, và sau này đều đi xuất gia và chứng đạt thánh quả. Đương nhiên á, là do cái nhân duyên thì họ không phải, họ chỉ tu có một đời, có thể họ đã tu những cái đời trước rồi. Nhưng mà do nhờ cái nhân duyên, khi mà họ nghe pháp, họ có cái sự hoan hỷ đối với chánh pháp mà họ thoát khỏi kiếp súc sanh. Hoặc là có câu chuyện là một cái con, hình như là con vịt, xưa không nhớ con vịt hay là con gà mái, mà khi mà nghe một vị trưởng lão tụng kinh, cái cách tụng kinh không có phải là giống như mình tụng kinh bây giờ đâu, mà giống như là một vị đó ngâm lại một cái lời Đức Phật đã dạy đó, giống như là mình lâu lâu cái mình cảm hứng lên, mình nhớ lại Đức Phật dạy như thế nào đó, rồi mình đọc lên để mà mình hoan hỷ. Thì cái con vịt đó đó, nó nghe và nó hoan hỷ. Nhờ nó hoan hỷ như vậy đó, đời sau kiếp khác thì nó được tái sanh làm một cô công chúa. Cô công chúa này nè, trong một lần cổ đi nhà vệ sinh ấy, thì cổ nhìn vô cái hầm phân, cổ tập trú vào cái đống phân và cổ quán bất tịnh. Nhờ như vậy cổ chứng sơ thiền. Khi mà cổ chứng sơ thiền thì cổ sanh thiên. Rồi sau khi cổ sanh thiên rồi đó, rồi cổ đi lên đi xuống, có khi cổ vô nhà một cái người bà la môn, rồi có khi cổ vô nhà một cái thợ lằn chài, rồi có khi cổ vô một cái chuồng heo, cổ tiếp tục cổ làm một con heo. Và sau cái kiếp làm heo đó, cổ sanh về một cái gia đình cũng thuộc hàng trung lưu, và sau này cổ đặt bát một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo nhìn cái cô gái này nè, vị này cười, thì chư tăng mới hỏi tại sao huynh cười. Thì vị tăng này mới nói con heo nái hồi xưa bây giờ nó lớn rồi ha. Thì cô này cũng mới nghe. Thì khi cổ nghe như vậy đó, nó giống như là do cái nghiệp quá khứ, cổ nhớ lại cái tiền kiếp, và cổ kinh sợ cái dòng sanh tử luân hồi, và cổ xin xuất gia. Và sau khi xuất gia thì cô này cổ chứng thánh. Và sau khi chứng thánh ấy, cô mới bây giờ thành nữ thánh ni rồi. Thì vị này mới thốt lên một cái bài kệ, kể về những cái kiếp quá khứ của mình. Kể là hồi xưa là do tôi từng làm một cái con vịt mái, mà tôi nghe một cái vị tỳ kheo tụng một cái bài kệ, tôi hoan hỷ và tôi sanh được làm người, làm cô công chúa, và tôi chứng thiền và tôi đi lên đi xuống, cuối cùng tôi làm vô một cái gia đình con heo, tôi làm một cái con heo nái, và sau đó thì tôi lại tái sanh về làm người, và cái kiếp này tôi đi tu, từ giờ trở đi là tôi chứng thánh, tôi không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì quý vị thấy, khi mà mình tái sanh vào cái loài súc sanh ấy, mà chúng ta sanh vào cái thời có chánh pháp thì nó cũng đỡ lắm quý vị. Và còn một vấn đề nữa là trong chú giải thuộc trường bộ thì có nói như thế này nè, là một cái loài súc sanh ấy, mà nếu như cái kiếp đó nó có trí tuệ như là một con người, nó thông minh như một con người, nó biết suy nghĩ như một con người, thì đó là cái điềm báo hiệu, đó là kiếp cuối cùng mà nó làm cũng là súc sanh. Có nghĩa là khi mà mình mở ra trí tuệ ấy, mà mình thông minh như một con người, biết suy nghĩ như một con người, thì mình có cơ hội mình thoát khỏi cái là súc sanh. Đó là do sư nói về cái tiền nghiệp
và khuynh hướng tâm lý của người thuộc cái tánh si. Và tiếp theo là quan điểm của các cái vị luận sư A Tỳ Đàm. Thì sư giả sử như là cái vòng tròn màu đỏ là nó mạnh nè, rồi màu xanh là yếu, thì quý vị biết là cái chuyện mà khi mình cận tử ấy, mình cận tử bằng cái tâm nào nó rất là quan trọng. Thì đối với cái người mà họ cận tử mà cái tâm vô tham mạnh nè, vô sân yếu, vô si yếu, thì đời sau kiếp khác họ sẽ là người ít ham muốn, thiểu dục chi túc, nhưng mà hay nóng giận và ngu dốt. Còn nếu như một người vô tham yếu, vô sân mạnh, vô si yếu, thì họ sẽ là người nè thích nhiều, cái gì cũng thích hết, tham nhiều, nhưng mà dễ thương, ít nóng giận, ngu dốt. Còn nếu như một người mà tái sanh bằng cái tâm tự tử, vô tham yếu, vô sân yếu, vô si mạnh, thì cái người này á, họ sanh ra thích đủ thứ, hay nóng giận, nhưng mà thông minh. Rồi, còn cái người vô tham mạnh nè, vô sân mạnh nè, vô si yếu, thì cái người này họ sẽ là người ít muốn biết đủ, ít tham, dễ thương, không có nóng giận, nhưng mà ngu dốt. Coi cái này để biết con mình thuộc cái loại nào. Rồi nếu như một người tái sanh nè, vô tham mạnh nè, vô sân yếu, vô si mạnh, thì cái người này họ sẽ như thế nào? Tích tham muốn sống sao cũng được hết, mà hay nóng giận, tuy nhiên thông minh. Rồi còn cái người vô tham yếu, vô sân mạnh, vô si mạnh, những người này họ sẽ là người thích nhiều, nhiều thích hết, nhưng mà dễ thương, cũng như thông minh. Và đương nhiên mình còn hai loại người nữa, là cái loại người vô tham mạnh, vô sân mạnh, vô si mạnh. Khi họ cận tử vào cái tâm này á, thì họ là người thích muốn biết đủ, rất là dễ thương, không có nóng giận và thông minh. Thì đây là cái người tâm nhân, đây là cái người tâm nhân số 1, loại là số 2. Còn cái loại là bé nhất, tha yếu hết, vô tham yếu, vô sân yếu, vô si yếu, thì cái người này không còn gì để nói nha. Cái gì thích đụng chút là nóng giận và ngu dốt. Thì những cái hạ người ở trên đó, nó thuộc cái người nhị nhân. Đây là người nhị nhân. Còn cái người là người tam nhân. Còn cái người là người lạc vô nhân. Ví dụ như có người mà tái sanh bằng cái tâm vô tham mạnh này, mà vô sân yếu, vô si yếu, thì cái người này ít muốn biết tụng, họ không có thích nhiều ha, nhưng mà hay nóng giận,
và ngu dốt. Những người này họ chỉ sống được có mỗi một chuyện là họ thích ham muốn, chui vô rừng họ sống cũng được, nhưng mà ngu dốt không biết gì, đụng chút là chửi. Còn cái loại thứ hai, khi họ tái sanh cái tâm cận tử đó, mà vô tham yếu, vô sân mạnh, vô si yếu, thì cái con người này thích đủ thứ, đụng cái gì cũng thích, nhưng mà dễ thương, không có nóng giận. Cái gì thấy ngoài đời có nhiều người vậy không? Thích, nhưng mà gặp là cười, cười nhưng mà đưa cái là lấy nè. À, nhưng mà cái loại người này do cái vô si nè, cho nên người này ngu dốt. Rồi có còn một loại người vô tham yếu, vô sân yếu và vô si. Cho nên cái loại người này cái gì cũng thích nhưng mà hay đóng giận, thể mà không thỏa mãn anh ta chửi cho mà nghe, rất là tệ. Nhưng mà được cái anh thông minh, cho nên cái con người này đó nghe không được cái nhìn. Ví dụ như họ dạy mà mình thấy họ nói chuyện có lý, thông minh, xài được, nghe thôi. Còn có chuyện nhìn cũng đừng nhìn, bê bối lắm. Con người nhìn bê bối lắm, đừng nhìn. Rồi, cái con người tiếp theo, vô sơn, vô tham mạnh nè, vô sơn mạnh nè, mà vô si yếu, thì người này nhìn rất là dễ thích buông, sống sao từ thật. Dễ thương, không nóng giận, không giận hờn gì ai hết trơn, dốt, không dạy được gì hết. Cái con người này á thì nhìn thôi đừng có nghe, đúng không? Tại họ không có cái gì họ dạy mình hết, nhưng mà nhìn họ rất là mê, ít muốn biết đủ, không nóng giận gì hết. Hai cái người là trái ngược nha. Cái loại ở trên bê bối nè, nhưng mà thông minh, nghe thôi đừng nhìn. Còn loại dưới sống phạm hạnh, ok, ngon lành, nhưng mà dốt, không gì dạy hết, nhìn thôi đừng có nghe. Rồi, còn cái loại tiếp theo, vô tham mạnh, vô sân yếu, vô si mạnh, thì loại người này như thế nào? Thích muốn với chủ, sống rất là giản dị, nhưng mà hay nóng giận kèm cái tánh thông minh. Cho nên nó có nhiều người á, họ thông minh nhưng mà họ dễ nổi nóng, đụng họ cái là họ chửi cho mình nghe. Nhưng mà cái con người họ lại sống rất là giản dị. Người tiếp theo là người đã sinh vào cái tâm vô tham yếu, vô sinh mạnh, vô si mạnh, thì người này cái diện thích thích nhiều mà dễ thương, cũng như thông minh. Nhưng mà những cái này thuộc cái hàng dị nhân, tất cả sáu cái hàng đầu thuộc cái hàng dị nhân. Có nghĩa là sao? Họ tu giỏi cách mấy nữa thì cũng không có cơ hội chứng đắc đạo quả, không có cơ hội chứng đắc thiền định. Họ có thể làm một vị tam tạng pháp sư, có thể là một cái vị pháp sư, một vị giảng sư rất là nổi tiếng, học thức uyên thâm, nhưng mà họ không có khả năng chứng thiền hoặc chứng thâm. Mà cái con người tam nhân này, ba cái đỏ này hết, mới là con người tuyệt vời, tuyệt vời. Ít muốn biết được, không có nóng giận, cũng như có trí tuệ, thì người này á mới là cái đối tượng có thể chứng đắc thánh đạo, cũng như có thể chứng đắc thiền định. Còn cái loại cuối cùng là cái loại tệ nhất, cái gì cũng thích, hay nóng giận và ngu dốt. Cái loại này thì mình có thể thấy rồi, thấy nhiều là khác. Cái này là người lạc vô nhân. Thì người lạc vô nhân có một cái đặc điểm, họ thường là người khuyết tật. Người lạc vô nhân thường là người khuyết tật,
họ có thể khuyết tật về cái mặt tâm lý, có nghĩa là về mặt trí tuệ, họ sẽ bị thiểu năng trí tuệ chăng? Hoặc là họ bị mù, hoặc là bị khiếm khuyết một cái bộ phận nào đó, một cái giác quan nào đó, thường là như vậy. Thường là như vậy. Và cái này là khuyết tật bẩm sinh nha, chứ không phải là một cái người mà do một cái tai nạn nào đó bị khuyết tật, mà mình gọi là bị người lạc vô nhân. Ví dụ như có một vị trưởng lão khi mà hành thiền ấy, thì do cái nghiệp quá khứ, vị này có cái suy nghĩ là bây giờ tôi hành thiền tôi không có ngủ, tôi không nhắm mắt luôn, cho tới chừng nào tôi chứng thánh thì thôi. Và do vị này một cái thời gian dài vị này không có nhắm mắt, cho nên là mắt vị này sưng đau, thì cái vị lương y mới cho thuốc và nói bây giờ con cho thuốc ngày nhắm, nhưng mà ngày phải nằm xuống, ngày nhỏ mắt, rồi ngày nhắm mắt, ngày nghỉ ngơi thì nó mới lành bệnh được. Thì khi mà cho thuốc như vậy đó, ngài cũng ậm ờ, ngài đồng ý, nhưng mà sau đó là ngài vẫn như cũ. Và do khi mà nhỏ thuốc mà mình cứ ngồi mình không chịu nhắm mắt thì thuốc nó không có tác dụng, cho nên vị này bị mù. Nhưng mà ngay khi vị này bị mù á, thì vị này lại chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thì quý vị thấy, bị mù mà, nhưng mà cái mù đó là do cái nghiệp và do quyết định của vị này, chứ không phải là do vị này bẩm sinh, cho nên vị này không phải là vị lạc vô nhân nha. Hoặc là cũng có một vị bị mù, nhưng mà do bà mẹ bà mang thai đó, bà bị chết, thì người ta đẩy ra cái vàng hỏa thiêu, người ta thiêu. Thì khi người ta chọt cái bụng cho nó xì nước ra để thiêu cho nó dễ ấy, thì mới táo quả là cái đứa bé trong bụng nó còn sống, người ta mới cứu. Nhưng mà do cái cây chọt á, nó chọt làm mù mắt đứa bé đi, nhưng mà sau này đứa bé vẫn chứng thánh như thường. Do cái nghiệp quá khứ cho nên là cái kiếp hiện tại bị mù. Nhưng mà đó, vị này bị mù là do tai nạn, do cái nghiệp quá khứ, chứ không phải bị mù bẩm sinh. Cho nên vị này vẫn không phải là người lạc vô nhân, nhớ ha. Còn như có vị hỏi là như trường hợp ngài Chun Lá Ban Đá Cá, mà mình hay gọi là ngài Châu Lệ Bằng Đặc, thì cái này sư nhớ là sư đã ví dụ rồi. Ngài Châu Lệ Bằng Đặc có một đặc điểm là vị này không nhớ nổi một bài kệ 4 câu. Nhưng mà vị này không phải là người có tánh si nha. Vị này, cái tâm vô si vị này vẫn rất là mạnh. Vị này là người tam nhân, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ, do cái nghiệp quá khứ, vị này từng coi như là coi thường một cái vị tỳ khưu già, một vị sư già, học kinh hoài không thuộc. Mà kiếp quá khứ vị này là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, và do cái sự coi thường như vậy đó, thành ra cái đời này vị này học một bài kệ 4 câu học hoài không thuộc. Mà đời quá khứ là từng là một vị pháp sư nổi tiếng nha. Thì cái đó là do cái nghiệp. Tuy nhiên vị này vẫn là tái sanh bằng cái tâm tam nhân, có nghĩa vị này vẫn tái sanh bằng cái tâm vô si, chứ không phải là si nha. Nhớ. Rồi bây giờ quý vị ngó trên cái bảng đó đó, rồi quý vị coi coi mình thuộc cái cơ tánh nào, thích nhiều hay thích ít, có hay nóng giận hay không, rồi trí tuệ hay ngu dốt. Mình nằm ở trên đó thôi, một ở trong chổng. Rồi còn cái người thuộc cơ tánh tính thì như thế nào? Thì người thuộc cơ tánh tính là người vô tham và vô sân, thì họ sẽ thuộc cơ tánh tính. Có nghĩa là hai người đây, vô tham vô sân, vô tham vô sân, hai người thuộc cơ tánh tính. Có thể vị này có trí tuệ hoặc không có trí tuệ. Thì cái người mà tái sanh bằng cái tâm mà vô tham vô sân này đó,
có một đặc điểm là dễ tin. Mà dễ tin hay mà mình nói nó trắng trợn hơn là dễ bị dụ. Mình hay tin tưởng thì có nghĩa là mình cũng có một chút xíu nào đó thuộc cái tánh tính ở trong đó. Còn cái chuyện có trí tuệ hay không thì không biết. Tại vì cái trí tuệ ấy, nó không thể hiện ở cái chuyện là mình có thông thuộc giáo pháp hay không, mà nó thể hiện ở cái chuyện mình có thể chứng đắc đạo quả hay không. Cho nên nếu như mình có chứng đắc đạo quả thì chúc mừng, bạn là người tam nhân. Còn nếu như bạn tu hoài mà không chứng đắc gì hết thì rất tiếc, bạn chỉ là người dị nhân mà thôi. Đó là thuộc cái tánh tính. Hoặc là có người khi mà tái sanh ấy, khi họ mệnh chung thì họ lại, cái nghiệp của họ lại hướng về cái đức tin. Ví dụ như khi mình mệnh chung giường chết ấy, quý vị hấp hối trên giường bệnh mà quý vị nương tựa vào một cái đấng nào đó, chẳng hạn như nương tựa vào Chúa Trời nè, hoặc nương tựa vào một cái vị thánh nào đó ở bên một cái tôn giáo nào khác ha, thì đó cũng là thuộc cái tính, cơ tánh tính. Còn nếu như mà quý vị theo Phật giáo mà quý vị có chánh tính, chánh kiến ấy, thì mình sẽ nương tựa vào ai? Nương tựa vào Phật nè, nương tựa Pháp nè, nương tựa Tăng, hoặc là nương tựa nơi một cái vị sư nào đó mà quý vị hoan hỷ. Thì khi mà mình nương tựa như vậy, như là nhiều người nói chết rồi thì niệm Phật, thì những người như vậy đó, họ có khuynh hướng nặng về đức tin. Thì do cái nghiệp như vậy, đời sau kiếp khác họ là người thuộc cái tánh tính là nhiều. Rồi còn có người khi mà họ mệnh chung vào giây phút cận tử thì họ suy tư về những cái nghiệp nó câu hữu với tuệ. Ví dụ như họ theo dõi hơi thở, họ theo dõi tứ đại, họ hành thiện minh sát, họ phát triển trí tuệ. Thì người như vậy khi mà họ mệnh chung á, cho dầu họ không chứng đắc thiền định đi chăng nữa, đời sau kiếp khác họ vẫn là người thuộc cơ tánh tuệ. Cho nên có nhiều việc mà tới lúc mà mình gần chết rồi nó mới lòi ra mình thuộc cái nào, coi như là mình tuệ mạnh hay mình đức tin mạnh, lúc đó mình lựa cái đề mục nào. Có nhiều người tu cho đã rồi thì cuối cùng tới lúc chết không quay về niệm Phật cho anh chắc ăn. Thì cái người đó là người thuộc cơ tánh tính, có là nặng về đức tin. Còn nếu như mà khi mình tái sanh, khi cái lúc mà mình cận tử mà mình câu hữu với dục tưởng. Câu hữu với dục tưởng ở đây nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nghĩ nhiều về dục. Thí dụ như mình nghĩ về nhà, cửa, nghĩ về con cái, nghĩ về đất đai, nghĩ về cái này, nghĩ về cái kia, thuộc về dục ấy, thì mình sẽ thuộc cơ tánh tư duy, hay còn gọi là cơ tánh tầm. Nhưng mà quý vị nhớ nha, khi mà mình cận tử mà mình nghĩ về dục, dục ở đây á, nếu như nó là dục thiện, thuộc về cái thiện dục giới, ví dụ như mình nghĩ về cái chuyện mình bố thí nè, chẳng hạn như mình nghĩ là mình đã bố thí cho chùa bao nhiêu ký gạo, bố thí cho chùa bao nhiêu lít dầu, bố thí cho chùa cái này, bố thí cho chùa cái kia, mình nghĩ toàn về những cái việc thiện. Hoặc là mình nghĩ về cái việc mình hay giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, mình nghĩ về những cái việc thiện, đời sau kiếp khác mình vẫn tái sanh làm người thuộc cơ tánh tư duy. Nhưng mà do cái nghiệp thiện đó mình mới được làm người, hoặc về cõi trời, nhớ ha. Nhưng mà nếu như mình cũng nghĩ về dục, nhưng mà mình nghĩ về những cái thú vui trong ngũ dục, chẳng hạn như mình nghĩ về nhà cửa nè, nghĩ về đất đai, nghĩ về con cái, nghĩ về cái việc hưởng thụ nam nữ, khi mình nghĩ về những cái việc như vậy đó là mình đang suy tư bất thiện. Và khi mà quý vị suy tư bất thiện thì mình đi xuống nhiều hơn là đi lên. Cho nên có một vị sư, cái cốc của vị này đó kế bên một cái rẫy mía, và vị này nhìn mấy cây mía đã quá, vị này thích mấy cây mía đó. Và khi mà vị này
sắp chết, thì cái tâm của vị này vẫn còn nghĩ về những cây mía, nghĩ là bây giờ tôi chết rồi thì tôi không có tiếp tục mà tôi hưởng mấy cái cây mía này nữa thì nó hơi uổng. Thì quý vị biết nghĩ như vậy thì mình xem ra nó cũng còn hơi lành ha, nó cũng không phải là cái chuyện gì ác ôn mà ghê gớm. Nhưng mà do vị này luyến tiếc về mấy cây mía, vị này tái sanh là một cái con sâu ở trong cây mía. Cho nên khi mình nghĩ về cái dục tưởng mà nó thuộc cái bất thiện ấy, mình sẽ đi xuống chứ không phải đi lên đâu. Hoặc là có một vị sư, vị này được cái y mới, vị này thích lắm, y vải đẹp mà may vừa người thích lắm, chuẩn bị là ngày mai mặc cái y mới, nhưng mà tối đó chết, tiếc, sắp chết tiếc không kịp mặc cái y, vị này tái sanh làm con rệp ở trên cái y. Quý vị thấy có những cái tiếc nó rất là nhẹ thôi đó mà nó đủ dẫn mình đi xuống. Cho nên tốt nhất khi mà mình mạnh chung, một là niệm Phật. Nếu như quý vị thuộc đức tin nhiều ha. Hai là quán tứ niệm xứ, hoặc theo dõi hơi thở, hoặc thiền tứ đại, hoặc là mình rải tâm từ. Nếu như mà quý vị trí tuệ nhiều, muốn đời sau kiếp khác mình thuộc về cái trí tuệ, hoặc là quý vị nghĩ về những cái việc lành, chẳng hạn như mình nghĩ nhớ lại những cái chuyện mà mình đã bố thí cúng dường nè, những cái việc công quả nè, rồi những cái chuyện mà mình làm việc thiện ấy, mà dính dáng tới tam bảo, thì đời sau kiếp khác có cơ hội thì mình tái sanh về cõi lành, và thường thì mình sẽ thuộc cơ tánh tư duy. Nhớ như vậy, cái lúc cận tử là lúc buông hết. Lúc đó không phải là cái lúc để mà mình nhớ coi mình có còn chuyện gì để căn dặn mấy đứa nhỏ hay không. Chuyện nó không còn cần thiết nữa. Muộn rồi. Hấp hối là muộn rồi. Đừng có căn dặn gì nữa hết. Lo cứu mình trước cái đã. Tại vì á, quý vị nhớ như vậy. Nếu như mà quý vị bỏ cái thân này rồi, mà mình sanh về cái cõi trời đó, muốn giúp con giúp cháu còn giúp được, còn có cơ hội quý vị giúp. Chứ nếu như mà mình tiếc ha, tiếc không biết sao mấy cái tiền ở trong nhà băng giờ mình sao mình chia cho mấy đứa con, hoặc là nhà này đất này sao mà chia cho tụi nó, hoặc là mấy đứa này nó thế này thế kia sao nó còn gây gổ nhau. Quý vị còn một cái suy nghĩ về gia đình như vậy, suy nghĩ về tài sản như vậy, quý vị đi xuống. Đi xuống làm cái gì? Làm một cái con gì đó ở trong nhà quý vị. Hoặc là mình thậm chí mình đi xuống địa ngục, đi xuống ngạ quỷ, giúp ai được? Thương con, thương cháu gì đâu có giúp được nó nữa. Thành ra cho dù quý vị có thương mấy đi chăng nữa, muốn giúp con giúp cháu đúng không? Muốn chết rồi vẫn còn giúp con giúp cháu. Giờ phút cận tử, bỏ tụi nó hết, lo tu. Mình đi lên mình còn giúp được, đi xuống là khỏi giúp luôn. Nhớ như vậy, cái đó là cái quan trọng. Cơ tánh tư duy ấy, thì ở cái tiết trước sư đã nói rồi, cơ tánh tư duy có nghĩa là người hay suy nghĩ nhiều, họ hay liên tưởng cái này liên tưởng cái kia, và cái tâm họ nó thường nó bay bổng chỗ này bay bổng chỗ khác, nó không ở yên một chỗ. Thì người như vậy thuộc người cơ tánh tư duy. Nhắc mới nhớ, cái lúc mà ông ngoại sư hấp hối, sư có nhờ bà ngoại làm một cái chuyện như vậy nè. Có nghĩa là bà ngoại nằm ở kế bên, làm cái chuyện mà phụ nữ rất là rành. Đó là gì? Kể chuyện. Mấy cái chuyện sư không hiểu nổi, cái chuyện hồi nào phụ nữ nhớ kinh hồn luôn, nhớ giỏi lắm. Thành ra sư nói bây giờ bà ngoại ha, nhớ coi hồi xưa ông ngoại làm mấy cái chuyện tốt gì, làm những cái chuyện gì mà việc thiện ấy. Bây giờ bà ngoại chỉ làm mỗi cái chuyện và nằm kế bên là kể từ hồi nào đó, kể tới kể lui. Hình như phụ nữ làm chuyện đó họ không biết mệt đâu, thành ra cứ làm suốt vậy đi. Thì ông ngoại, nếu mà ông ngoại nghe được, hoan hỷ với cái việc lành hồi xưa làm á, thì có cơ hội đi lên. Thì đó cũng là một cách ha. Thì nãy giờ sư nói là xét cho chính bản thân mình, thì có thể là quý vị đã biết được mình thuộc cơ tánh nào rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta xét coi
bạn đồng tu của mình họ thuộc cái tánh này. Hồi nãy mình xét cho bản thân mình, bây giờ mình xét những người xung quanh nè. Xét cách nào? Bây giờ mình đầu tiên mình xét theo cái cách đi ha. Cái cách đi. Cái người thuộc cơ tánh tham ấy, họ đi rất là đẹp. Họ đi rất là êm, đi y như là lướt vậy đó. Bước chân lên nhẹ nhàng, đặt chân xuống nhẹ nhàng, bước đi khoan thai thong thả. Bước đi mà mình có cảm giác như họ có cái lò xo ở dưới chân ấy, thì họ thuộc cái tánh tham. Thì cái người thuộc cái tánh tham họ đi rất là thong thả, mình nhìn họ đi rất đẹp. Cho nên những người đi đẹp họ cơ tánh tham chứ không có gì lạ hết trơn á. Rồi ví dụ như tuổi do mình luyện tập thì sao anh Sơn? Hả? Hồi xưa mình cán được như là do mình đi hành thiền chứ quen cái chân bây giờ. Ừ. Thì cho nên cái này chỉ là một cách để mình xem thôi. Do cách đi, cách đứng, cách nói chuyện, rồi cách sinh hoạt hàng ngày. Cho nên cái cách đi không thôi á, nó có thể nó chính xác. Nhưng mà đối với một số người như là chú nói đó, họ luyện tập thì có thể nó chưa chính xác. Nhưng mà đối với một số người mà đi theo cái bản năng ha, thì mình sẽ dễ nhìn thấy. Ví dụ như cái bạn đồng tu á, thì bình thường thì họ đi rất là thong thả. Nhưng mà ví dụ như có một chuyện gì đó, ví dụ như mình nói trong ra là dính nhất tới quyền lợi đi, người đó họ không còn đi khoan thai nữa, mà lúc đó không thể ngờ là họ đi rất là nhanh, thì mình xét về cái góc độ nào mình xét? Như sư nói, một người cái cơ tánh mỗi người á, nó tùy theo giai đoạn. Có giai đoạn cái tham nó nổi trội, có giai đoạn nó sân nó nổi trội, có giai đoạn vô tham nổi trội, giai đoạn vô sân nổi trội. Chẳng hạn như một người đang tu hành ngon lành, mấy cô đang tu ngon lành ha, mà lỡ có ai đó, cô nào hủy tay nó chồng cô như đang đi với bà nào ở ngoài, là tự nhiên là mình nổi dịch lên, là lúc đó không còn tham nữa, lúc đó nhảy thẳng qua sân luôn, đúng không? Lúc đó đổi tướng đi liền, tướng đi đổi liền. Thì khi mình nhìn như vậy là mình biết liền, à cái con người này họ đang ở trong cái tánh nào. Nghĩ nha. Chứ còn mình không nhất thiết là cả một đời như vậy họ có liên tục là tham hoặc liên tục sân, họ có thể họ thay đổi. Rồi, còn người thuộc cái tánh sân ấy, có đặc điểm là họ bước đi mạnh bạo, hoặc là họ bước đi mà cái ngón chân ấy đào đất. Ngón chân đào đất là sao? Là ví dụ như bậm xuống. Hoặc là khi mà bước đi trên cái nền cát ấy, thì mình sẽ thấy là giống như là họ bới cái đất ở đằng sau ấy. Thì người đó là người thuộc cái tánh sân. Như có mấy lần mà quý vị, nếu mà có cơ hội quý vị hành thiền ở những cái chỗ mà nó yên tĩnh, thì đôi lúc quý vị nghe những cái người cơ tánh tham, cơ tánh sân đi là quý vị dễ biết lắm. Người cơ tánh tham á, họ đi á, êm ru. Nếu mà có nghe tiếng động của cái nền gỗ á, mình nghe nó cũng nhẹ nhàng, họ đi cẩn thận, sợ người xung quanh nghe. Còn người cơ tánh sân á, họ đi âm. Mình đừng có giận người ta. Không mắc mới mình giận á, cái cơ tánh của họ là như vậy. Mà ngộ ở chỗ có nhiều người họ ngồi thiền ở trong này, người ta đi ở ngoài đường mà họ cũng giận cho bằng được, nó mới hay chứ. Thì mỗi người họ đi như thế nào đó là do cơ tánh của họ nhá, hoặc là do cái tâm lý hiện tại của họ thuộc cái tánh nào. Còn cái người thuộc cái tánh si ấy, cái cơ tánh sân quý vị ghi chưa? Cơ tánh si thì họ bước đi một cách không có chắc chắn, có nghĩa là bước đi giống như là muốn té tới nơi vậy đó. Thành ra mình có ba cái câu để mình tóm gọn lại trong cái chuyện bước đi ha. Người tham thì bước nhẹ nhàng. Người tham thì bước nhẹ nhàng. Người sân thì bước cứng cỏi. Người si thì bước rối ren. Thành ra mình ngó như vậy đó. Sau này mình có đi thiền, mình nhìn bạn đồng tu của mình thông cảm cho nhau. Chẳng qua cơ tánh của họ nó như vậy thôi. Chứ mình không có việc gì mà mình phải băn khoăn hay là
mình khen là anh đi đẹp quá, cô đi đẹp quá, hoặc là nói sao anh đi như vậy, hoặc là cô đi như vậy. Mình không việc gì mình phải thay đổi hết. Cái bản tánh họ như thế, họ hiển thị ra như thế. Đừng có bắt người ta phải tập theo mình. Bởi vì sao? Nhờ cái tướng đi ấy, mình biết được họ nghiêng về cái cơ tánh nào, mình có cách hướng dẫn hợp lý. Chứ còn mình bắt họ thay đổi cái tướng, ví dụ như họ cơ tánh sân đi, mình bắt họ đi phải cho nó đẹp, giống như người cơ tánh tham, rồi vị thiền sư họ nhìn vô, nhìn lộn, hiểu lầm, thì lại hướng dẫn cách tu của người cơ tánh tham, thành ra tu chật. Thấy chưa? Thành ra sư rất kỵ cái chuyện mà mình đi thiền, mà mình đi nối đuôi nhau, mà mình bắt chước nhau. Không nhất thiết phải vậy. Mình cứ đi bình thường. Đi bình thường thì cái người ngoài nhìn vô biết à, người này thuộc cơ tánh nào, để khi mà hướng dẫn thiền ấy, vì này hướng dẫn nó dễ dàng. Thành ra sư nói hoài, đi thiền không phải để chụp hình. Rồi tiếp theo là cách ngủ. Cái tướng đi thì còn chỉnh, chứ còn thường cách ngủ ít khi nào người ta chỉnh lắm. Ví dụ như cái người cơ tánh tham thì họ trải giường một cách thông thả này. Họ nằm xuống một cách nhẹ nhàng và nằm ngay ngắn, êm ru đó, ngủ luôn cho tới sáng. Và khi họ thức dậy á, thì họ thức dậy một cách từ từ, giống như là chưa có tỉnh ngủ. Vậy là có một vị trưởng lão, vị này sinh hoạt, cái cách sinh hoạt của vị này đẹp lắm. Nó giống như là lúc nào cũng ngay ngắn, cũng chỉnh tề, cũng chỉnh chu trước sau hết á. Chư Tăng khen nói vị này cái cách đi đứng ăn uống ngủ nghỉ chuẩn. Chư Tăng thấy đẹp. Thì Chư Tăng hỏi với Đức Phật. Thì Đức Phật nói do cái tiền kiếp á, vị này từng là một con sư tử chúa ở trên cái đỉnh Tuyết Sơn. Thì con sư tử này thuộc cái dòng giống sư tử hoàng gia, cho nên nó đặc biệt hơn mấy con sư tử khác ở chỗ như vậy. Khi nó đi ngủ, nó nằm nghiêng một bên. Sáng thức dậy, nó sẽ nhìn coi cái chỗ nằm á, nó có cái chỗ nào mà nó bị coi như là bị rối lên, do nó ngủ mà tư thế nó cục cựa, làm cho cát đất này nọ nó không có ngay ngắn. Nó xem coi nó nằm có bị hay không. Nếu như nó thấy mà xung quanh nó mà cát đất mà nó bị bừa bộn, do thí dụ do nó quẩy đuôi nè, hoặc do chân tay của nó đụng, nhất quyết ngày hôm đó nó nhịn đói, nó tiếp tục nó nằm tiếp, nó nằm làm sao cho tới sáng ngày hôm sau đỉnh dậy, nó nhìn thấy là chỗ của nó là nó ngay ngắn tương tất, không có một cái chỗ nào tạp nham hết, nó mới chịu đi ăn. Thì do cái tiền nghiệp từng làm con sư tử đó, thành ra đời này vị tỳ khưu này sống rất là ngay ngắn, coi như là nằm im đẹp như là tranh vẽ, nó như vậy. Đó là người thuộc cái tánh tham ha. Rồi người thuộc cơ tánh sân thì có đặc điểm là trải giường rất là vội vàng, theo cái kiểu làm sao cũng được. Và ngủ thì có đặc điểm là thích gieo mình xuống. Ví dụ như giường nệm thường hay thả mình xuống, rơi tự do xuống dưới giường luôn, có thói quen đó. Và khi ngủ thường hay nhăn nhó. Và khi tỉnh ngủ thì có thói quen là bật dậy ngay lập tức. Còn người cơ tánh si á, thì có đặc điểm là ngủ trải giường thì nó bê bối, và ngủ thích nằm sấp, thích nằm úp mặt xuống, thích nằm sấp. Và khi thức dậy á, là phải vươn vai hùm một cái mới chịu dậy. Thì tạm thời chúng ta học tới đây ha. Trong cái phần này thì quý vị có cái câu hỏi nào hay không? Cái này không có liên quan tới bài nãy, nhưng mà liên quan tới ví dụ mà chư thiên đi xuống thì nếu mình đã tu và thì giữ đó mình có được cái sẵn tiên, thì những cái việc đó cũng là cái tốt nghiệp mà sau là chư thiên là không giữ được. Thường đọc kinh hay gì đó cũng thấy là mô tả là chư thiên đi xuống, chư thiên đi xuống những cái tốt nghiệp đó không lẽ nó quên mất tiêu đó. Cái khuynh hướng của chúng sanh là khuynh hướng hưởng thụ. Chẳng hạn bây giờ mình nghèo thì mình chăm chỉ, mình chí thú, mình làm ăn. Tới lúc mình giàu rồi đó, mình bắt đầu có nhu cầu hưởng thụ. Hồi nghèo mình không muốn hưởng thụ,
mình không có thời gian mình hưởng thụ, nhưng mà tới lúc giàu là mình lại có nhu cầu hưởng thụ. Chư thiên cũng vậy thôi. Cái lúc ở cõi người ấy, tu hành dữ lắm, nhưng mà lên chảnh nếm được cái mùi hưởng thụ rồi ấy, là rất nhiều người quên tu. Nhiều lắm thưa quý vị, nhiều người quên tu lắm. Cho nên cái chuyện mà mình hưởng thụ rồi mình rơi xuống đó, chuyện bình thường. Chư thiên mệnh chung thường do hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do hết tuổi thọ. Cái thứ hai nó mới mắc cười nè, nó mới vui. Có nghĩa là lo hưởng thụ quên ăn, đói chết. Chuyện này có kể rất là nhiều, có nhiều vị trời đó lo chơi quên ăn. Mà quý vị biết là chư thiên ấy, họ không có đói như mình, cho nên nhiều vị họ đói, họ không biết họ đói, họ quên đi cái chuyện ăn uống, thành ra họ chết. Chuyện đó có. Còn những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là do giận dữ rồi mệnh chung, hoặc là do cái nguyện nào đó mà mệnh chung, thì những cái trường hợp đó nó hiếm hơn. Đa phần là do hai cái trường hợp xin nói. Cho nên cái chuyện mà đi lên rồi mình hưởng thụ rồi đi xuống tiếp, cái chuyện đó chuyện bình thường. Mà có một cái vấn đề như vậy nè, là khi mình đi lên á, quan trọng là quý vị có trí tuệ hay không. Khi mà quý vị có trí tuệ, có nghĩa là mình gieo duyên lành với Phật Pháp, ý thức được cái sự nguy hiểm của cái sanh tử, thì khi quý vị sanh thiên, quý vị vẫn có cơ hội tu hành. Trừ phi mình nhờ một cái phước thiện nào đó mà mình sanh thiên, không dính dáng Phật Pháp hết, không nhớ Phật Pháp luôn, thì lên trển là chuyên hưởng thụ, hưởng xong rồi đi xuống. Nhưng mà ngay cả như mà quý vị quên tu đi nữa, mà quý vị đi xuống á, thì cái người có chánh kiến vẫn tốt hơn cái người không có chánh kiến. Vì sao? Cái người mà có chánh kiến, giả sử như bây giờ quý vị tu tập, quý vị sanh về cõi trời, ở trển sướng quá không thèm tu, hết kiếp rồi bị đọa, thì có đặc điểm vậy nè. Cái người mà thiếu trí á, họ sướng họ quên tu, nhưng mà tới lúc họ khổ á, họ lại tu. Thành ra quý vị thấy nhiều người á, tới lúc họ khổ là họ nghĩ tới chùa, họ nhớ tới chùa, họ chạy vô chùa. Là cũng do cái tiền nghiệp, do họ thiếu trí, cho nên cái lúc họ sướng họ không nhớ tu, nhưng mà họ có chánh kiến, họ đã từng gieo duyên lành với Phật Pháp, cho nên tới lúc họ khổ họ nhớ tới chuyện họ tu. Nó vẫn còn đỡ hơn những người thà khổ, thà chết vẫn không đi tu. Hồi nãy sư nói là chư thiên mà đi xuống á, thì cái dục á, nó lại nổi tiếng là đầu tiên nó là nhìn mặt chư thiên của nó. Nhưng mà con được biết á, là về vấn đề ăn á, có phải như thế này không? Người ta nói là bây giờ mình nhìn một người mà họ những cái cách ăn của họ mà nó nhiều á, thì họ từ ở cõi dưới họ đi lên, tại vì ở dưới nó đói khổ, bây giờ lên là người họ cái cách ăn ăn tạm. Còn chư thiên mà ở trên đi xuống á, thì họ ăn rất là ít. Thì tôi thấy là giữa cái cách ăn với cách dục á, nó là một cái nào đúng gì không phải. Bây giờ sư chỉ mới nói tới cái chuyện mà phân loại theo cái cách đi nè và cái cách ngủ thôi. Bữa sau sư sẽ phân loại tới cách ăn. Ăn như thế nào là người thuộc cái tánh tham, ăn như thế nào người thuộc cái tánh sân. Đừng có thấy họ ăn nhìn nó ngay ngắn, nó ăn ngon rồi mình khen, không có đâu. Nhiều lúc tham cả đống ở chổng đó, chưa chắc đâu. Cho nên cái khi mà mình đi á, ví dụ như mình đang tu tập thì nó khác, nhưng mà ví dụ ở ngoài đời mà phải theo dõi cái bước đi ở ngoài đời mới là chính xác nhất. Như là ví dụ như con hay người ta đi, ví dụ đi rất là bình thường, có thể đi chậm lại tư thản cũng không có gì, nhưng nếu có một gì ấy, thì tự nhiên mình rất là nhanh và mình làm không thấp không thấp. Thì cái đó thậm chí nhiều khi mình còn thấy mình nhanh quá cái tuổi của mình đấy. Nhưng mà thì con mới đang mới nghĩ ở đây là có khi là hay là do mình có cái tánh sân, con mà thuộc vào cái người mà cũng hay làm cái gì cũng rất là nhanh, chẳng hạn như khi cần cái là tự nhiên con làm rất nhanh luôn, và làm quá cái người lớn tuổi thì thấy mình nhanh cái mức độ như thế.
có thể kiềm chế hơn, hay là mình có cái bàn tính sân mà mình không biết, ví dụ thế. Hoặc là có một cái nữa là có ví dụ như là đấy là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai của chúng tôi, khi mà mình ở trong đạo thì mình không nói, nhưng mà ví dụ như là mình có rất là nhiều bạn bè ngoài đời, chẳng hạn như là mời nhau đến nhà ăn uống hay này đó ở kia, thế mà mình ăn theo cái cách của người tu mình ấy, thì ngoài cái việc ăn chay ra thì mình ăn rất là đơn giản, ví dụ như thế, thì những người bạn con thì là những người rất là thành đạt, nó ăn thì ví dụ như rất sang trọng, tôn hùng hay này đó, khi nó mời mình đến là qua những cái cao lương quý vị. Ngược lại thì nó đến thì có khi mình chỉ làm ra cái chả giò chay hay là những món chay, mặc dù là nó cũng rất là thích, và nó bảo là con mày làm chay rất là ngon, ta có thể ăn chay như này suốt đời được. Thế nhưng mà ngược lại thì sáng lại nghĩ ôi ăn này lại tìm đâu cho hết mày, ví dụ như thế. Thì cái lòng mình ấy, tự nhiên mình nghĩ này, có khi nào nó nghĩ là mình buồn xỉ keo kiệt hoặc là tiết kiệm có mức không, thì cái đó nếu mà nó có nói thì cũng có ảnh hưởng gì đến mình đâu, mình không ảnh hưởng. Nhưng mà mình đang suy nghĩ ở đây là mình tu như thế có đúng với cái cách của Phật hay không, mình có phải là người trí túc hay không, và mình làm như thế mình có được phước hay không, hay là mình đang ở cái mức độ mình gọi là làm kiểu như là nó hơi quá hình thức một chút, con đang suy nghĩ là có phải như thế không, hay là mình phải quen cái nếp như thế, mình chuẩn như thế là đúng, thì mình có hình thức quá không so với những người đó. Thì cái lúc mà cô làm nhanh ấy, cô làm nó có trật tự không? Hay là mình làm nhanh nhưng mà nó rối? Con làm rất khoa học. Ừ. Mà nói chính xác là cái này, ví dụ như ai đó mà làm mà, chẳng hạn như công quản thôi mà người ta làm mà nó ngồi ngang ngồi ngang, nó cũng có kỳ đang gì thế thế như thế. Giống như là người đời dùng cái câu là hứa mắt, là mình bật ra cái là mình làm ngay, mình làm rất gọn gàng sạch sẽ đâu đó. Mình cũng nói ngay, chị ơi, chị làm như thế này, ví dụ như thế, thì mặc dù là trong lòng mình không hề có cái ý là trách móc người ta, sân hận người ta, sân giận người ta, nhưng mà rõ ràng cái cách của mình làm cho người ta có vẻ như là người ta chứng hưởng chẳng hạn, dùng cái từ chứng hưởng rất đúng. Thế thì mình thấy cái đó có thể nó có một cái chút sân ở trong nó không, mà mình không nhận ra, nó vì thế đến mức mà mình cứ tưởng như thế là mình đúng, mà mình không nhận ra là mình đang sân. Nhưng thực ra là mình đúng là mình không có lợi người ta. Thế xong con nhận được biện hộ cho mình là không, ý dẫn đầu có khác. Mình không hề muốn là chỉ dạy người ta hay muốn trách mắng người ta, nhưng rõ ràng đây là mình muốn cùng làm cho nó đúng. Thì ở đây cái việc cuối cùng là mình có đúng hay không, mình có đi đúng hay không. Cái vấn đề về cơ tánh ấy, thì ví dụ như một người cơ tánh tham hoặc một người cơ tánh sân không có nghĩa là họ xấu. Không nhất thiết họ xấu, có thể là do cái tiền nghiệp của họ thành ra họ hay nổi nóng thôi, hoặc là họ thích cái này thích cái kia thôi, không có nghĩa là họ bất thiện, không nghĩa là họ xấu. Cái quan trọng là họ cư xử như thế nào. Và cái chuyện mình tham mình sân ấy, nó còn có cái vấn đề nữa là mình nhiều hay ít, mình có trí tuệ đi kèm hay không. Ví dụ như cô thuộc cái tánh sân chẳng hạn, nhưng mà cái sân cô nó nhẹ, chỉ vừa đủ cái việc mà khi nhìn cái gì đó không vừa ý, chính cái không vừa ý nó bản thân nó đã là sân rồi. Nhưng mà khi mình không vừa ý đó, mình chỉ nhíu mày, mình chỉ đơn giản mình nhíu mày, rồi mình đi mình làm lại như ý của mình, thì bản thân nó vẫn đã là cái có cái sân ở trong đó rồi đó. Nhưng mà nó không có mãnh liệt đủ để mà mình lôi người khác ra, mình mắng chửi hay mình chỉ trích người ta, nó không đủ mạnh tới mức độ đó. Thì mình có sân đó, nhưng mà cái sân nó nhẹ. Rồi ngay cả cái việc mà cơ tánh tham cũng vậy. Nhiều người họ nghĩ là họ chi túc, nhưng mà như vậy nè, có người nói về cái hạnh chi túc, có nghĩa là họ ăn cái gì đó nó đơn giản, nó đạm bạc. Thì có hai cách hiểu. Có người á, họ hiểu cái nghĩa ăn uống đạm bạc theo cách là sao cũng được, có gì ăn cái đó, không có khen, không có chê, không có khen ngon, cũng không có chê dở, không có than nhiều, cũng không có chê ít, có gì dùng cái đó, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng có người họ nghĩ đạm bạc theo cái kiểu là họ chỉ ăn những cái gì người ta cho là đạm bạc,
có hai cách ăn nó khác nhau. Cho nên ấy, có người họ cũng ăn rau, ăn đậu hũ, nhưng mà cái rau đậu hũ của họ đó, họ phải chế biến sao cho nó vừa cái khẩu vị, chế biến sao để ăn cho nó ngon, để cho người ta ăn người ta phải khen mình, thì nó cũng là có cái tham ở trong mình. Còn cái người thiểu dục chi túc, họ dùng cái món mà gọi là La Hán Thái, có nghĩa là sao? Rau, dưa, đậu hũ này nọ bỏ vô một cái nồi, luộc lên, ăn, không ra cái món gì hết á. Cái người như vậy thì mình mới gọi là thiểu dục chi túc, thấy chưa? Cho nên ấy, Phật giáo Nam truyền không có quan trọng cái chuyện là mình ăn chay hay ăn mặn, cái quan trọng là cái thái độ của mình khi mình ăn. Chứ ví dụ như anh ăn một cục đậu hũ, mà anh đầu phải có đậu hũ anh mới chịu ăn, còn không có đậu hũ anh không chịu ăn, thì rõ ràng là anh có vấn đề. Thì cho nên đôi khi cái tham hoặc cái sân của mình nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là vi tế mà mình không có nhận ra. Giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng ha. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimam.